Chào mừng các bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Như mình đã từng chia sẻ trước đây thì mình là một người rất là thích đọc kiểu hồi ký hay là tự truyện của chính những cái tác giả. Vì đó là câu chuyện thật của cuộc đời họ, câu chuyện về cái sự thành công của họ. Và đặc biệt là mình rất thích những cái tác phẩm tự truyện hay là hồi ký của những tác giả là nữ. Vì như các bạn cũng biết là phụ nữ chúng ta hay kiểu bị rụt rè hay là e sợ khi mà chúng ta muốn đạt được một cái điều gì đó. Và những cái tác phẩm của những người phụ nữ thành công thì nó mang đến những cái động lực và những cái truyền cảm hứng rất là nhiều đến cho những cái bạn trẻ, đặc biệt là phụ nữ chúng ta trong cái hành trình để chúng ta đạt được những cái mục tiêu, những cái ước mơ của bản thân. Vậy nên hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một cuốn sách rất là nổi tiếng của tác giả Mayer Must, có tên gọi đó là Sống Mạo Hiểm Một Cách Cẩn Thận. Và sau đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn một xíu về tác giả Mayer Must. Với cái tên tác giả này thì mình cũng nghĩ là các bạn cũng thấy rất là quen rồi đúng không? Đây chính là mẹ của Elon Musk, người giàu nhất trên thế giới. Và Mayer Must thì bà là một siêu mẫu quốc tế, một chuyên gia dinh dưỡng, thực chế học được chứng nhận kiêm diễn giả toàn cầu. Và bà thường xuyên góp mặt trên những cái tạp chí thời trang rất là lớn và rất là nổi tiếng trên thế giới. Trong cuốn sách này thì Mayer Must chia sẻ những cái kinh nghiệm sống, những cái câu chuyện đời thật của bản thân mình về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bà, về quá khứ gia đình của bà, về sự nghiệp, về dinh dưỡng, về sức khỏe, về cách nuôi dạy con cái, về những cái mục đích sống, về cách sống làm sao cho vui vẻ, hạnh phúc như cách mà bà đang làm. Tại vì bà hiện nay đã hơn 70 tuổi. Tuy nhiên thì bà rất là yêu thích cái tuổi của bản thân mình, chứ bà không hề sợ cái tuổi già. Và Mayer Must thì là mẹ của người đàn ông giàu nhất trên thế giới. Và không chỉ có một người con là Elon Musk, bà còn có hai người con, một người con trai và cả một người con gái nữa. Và cả ba người thì đều rất là thành công. Vậy nên cái câu chuyện của bà là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng để mọi người biết được vì sao là bà có thể nuôi dạy con như thế nào mà những người con của bà đều là những người con rất là thành công và rất là nổi tiếng ở trên khắp thế giới. Khi mà mình đọc xong cuốn sách này, mình cũng mới đọc xong thôi, thì mình thấy rằng có những cái điều mà mình tự chung lại, nó đọng lại trong đầu mình rất là nhiều. Thứ nhất đó chính là về cái sự nỗ lực và cái sự cố gắng của bà nó lớn đến như thế nào. Tại vì thực tế là bà không hề giàu có ban đầu tiên đâu. Bà lấy một người chồng phải nói rất là vũ phu, kiểu như là cũng xấu tính các thứ. Thế nên là sống được một thời gian thì bà ly hôn để giải thoát cho chính bản thân mình. Và cái mà mặc dù chồng của bà cũng rất là thành công, rất là giàu, tuy nhiên thì để thoát khỏi người chồng đó thì bà chỉ xin có ba đứa con và bà muốn nuôi ba đứa thôi, còn bà không cần một cái điều gì cả. Và rồi sau đó là một cái hành trình rất là khó khăn đối với bà, khi mà các bạn biết là cuộc sống thì bà một mình bà phải vật lộn nuôi ba người con ăn học. Mà thời điểm đó thì bà, cái kinh tế của bà, cái sự nghiệp của bà nó cũng không hề có khởi sắc hay là dư dật gì cả để có thể nuôi được ba người con. Và rồi cái mà mình ấn tượng trong cuốn sách này đó chính là về cái sự phiêu lưu mà bà kể về cái câu chuyện về gia đình của bà. Không phải là gia đình nhỏ đâu, mà cái gia đình mà bố mẹ của bà khi mà họ được kiểu như Mayer Must thì được truyền cảm hứng rất là nhiều từ chính bố mẹ của mình, chính cái cách giáo dục của cha mẹ mình. Đó chính là một cái sự phiêu lưu, nhưng mà nó là một cái sự phiêu lưu rất là cẩn thận. Như các bạn cũng biết rồi, và mình cũng thấy là khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này ấy, một cái điều có lẽ là nó là cái điều quan trọng, cái điều mà chúng ta đều muốn hướng đến, đó chính là cái sự gọi là cái sự trải nghiệm cho cuộc sống ấy. Chứ không phải là chúng ta có được bao nhiêu là tiền, mà chúng ta trải nghiệm cái cuộc đời này như thế nào, được bước ra thế giới ngoài kia, được làm những cái điều mà mình mong muốn, được kiểu nhìn cái thế giới này. Tại trên thế giới này rất là rộng lớn và rất là đẹp, cũng giống như là bố mẹ của bà Mayer Must này. Họ lúc đầu tiên là họ sống ở Canada, và rồi bố mẹ họ thậm chí còn mua cả một chiếc máy bay. Và rồi đột ngột thì họ muốn bay đến Nam Phi để tìm một vùng đất để sinh sống. Và rồi bay qua cái vùng đất đó thì thấy vùng đất đó đẹp,
Mặc dù là nó cũng không phải là vùng đất thịnh vượng để mà sinh sống, tuy nhiên thì họ thấy đẹp, họ đáp xuống và họ sinh sống ở đó. Và rồi rất là nhiều người nghĩ rằng họ kiểu bị điên đấy các bạn. Và chính cái cách giáo dục của bố mẹ Mayer Musk đã ảnh hưởng đến bà rất là nhiều. Và bà áp dụng cái điều đó để giáo dục ba người con của mình là Ellen Musk và một con trai là Kim Bon và Tosca. Và ba người con thì đều được giáo dục theo cái cách đó, chính là bà để cho họ tự quyết định, tự khám phá mọi thứ. Tức là tự quyết định xem là mình học ngành gì, mình làm gì trong cuộc sống này. Và chính vì cái cách giáo dục của bà, vậy nên cái sự độc lập, cái sự tự chủ đó đã giúp cho những người con của bà có cái sự gọi là khám phá tối đa nhất về cái tiềm năng của bản thân mình, và cũng như là họ đã đi đúng cái con đường, cái lộ trình để có thể tìm được cái mục tiêu, cái ước mơ và sống ở trong đó. Và rồi khi được sống với những cái mục tiêu, cái ước mơ lớn đó thì họ đều kiểu rất là thành công, rất là nổi tiếng. Câu chuyện còn là cái sự phá cách của Mayer Musk, đó chính là bà là một người mẫu kiểu lớn tuổi ấy các bạn. Thường thì chúng ta hay nhìn thấy những người mẫu trẻ tuổi, tuy nhiên bà thì là một trong những người mẫu lớn tuổi và rất rất là nổi tiếng và rất là được săn đón. Và đó cũng chính là nhờ cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà trong cái quá trình mà bà xây dựng nên cái thương hiệu của bản thân mình, xây dựng nên cái sự nghiệp của bản thân mình. Và rồi là một cái quá trình kiểu cũng phải ăn uống, tập luyện rất rất là kỹ lưỡng thì để có được một cái cơ thể đẹp như vậy. Để ở cái tuổi của bà ngoài 70 tuổi, bà vẫn là một người mẫu chuyên nghiệp và được săn đón vô cùng nhiều. Tulata hy vọng rằng cuốn sách này thật sự bổ ích và sẽ mang lại hiệu quả cho các bạn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và đặc biệt, nó sẽ giúp ích được cho phụ nữ của chúng ta. Nếu yêu thích những video như thế này, hãy nhấn nút like và subscribe ở bên dưới để có thể đón xem thêm nhiều video nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!